quân lực Việt Nam và Bắc Cali Hồng Võ Đại và các em của giới trẻ ngày nay, Giáo Hoàng Anh, Ngọc Hà. Cùng xin kể với những nhạc phẩm được chọn cho chủ đề 30 tháng 4 do ban nhạc Tâm Lý Chiến Liên Sài Gòn đất. Xin cảm ơn các quý vị đã đến tham dự và ủng hộ tinh thần cho chúng tôi. Và bây giờ xin mời quý vị xem đoạn phim Ai Đã Giết Đồng Bào Tôi. Lý do tại sao mà sau này mà đào lên mà thấy cái dấu mà dấu bệ sọ lại bệ vì cuốc đó là tại vì người ta không chịu chết, ta muốn sống, người ta muốn sống mà nó bắt tôi lấp, người ta muốn ngoại lên nó lấy cuốc đập những cái nhát cuốc lên đầu người ta đó, mấy thằng Việt Cộng đó, mấy thằng Việt Cộng của nó đó, đập vào đầu dân cho đầu người ta không ngoi lên được đó, để đất lấp qua đầu đó. Đâu có chết được đâu, nó chết từ từ, nó chết từ từ, đồng bào nó chết từ từ đó. Ngột lắm chị, ngột lắm, bây giờ tôi nghe ngột ngột chị, đau đớn quá thưa anh. Tôi muốn nói kìa, mỗi lần nghĩ tới thì bị trauma chị. Chị, tôi giấu vợ tôi, giấu con tôi, vợ tôi bây giờ nó biết tôi, vợ tôi nó hiểu, vợ trước nó hiểu nó đâu. Bà này, bà này, bà hiểu. Tại vì sau khi nói chuyện với chị đó, tôi ngồi tôi khóc, nói thôi, có em. Tôi cô đơn, 40 năm cô đơn. Bết kề đi. Mình mang nặng một mối hận thù đối với lũ quỷ đỏ. Giờ tiễn đưa các nạn nhân đến nơi an nghỉ cuối cùng sắp đến. Đoàn viên nhân dân tự vệ chuẩn bị cục đoàn khiên vào từng chiếc quan tài. Mọi người làm việc trong lòng thành và kính cẩn. Thân nhân lại nấc lên những tiếng khóc lóc thảm thiết. Chồng con của những người đàn bà quê mùa này cũng chỉ là những người lao động góp bàn tay làm cho đồng ruộng xanh tươi, những thợ thuyền, những nông dân chân lấm tay bùn, những giáo viên tiểu học. Họ đã làm gì nên tội đến nỗi bác và đảng phải sát hại họ một cách tàn bạo và oan uổng như thế này? Phần trình chiếu tư liệu Mậu Thân 68 tại Huế tạo xúc động cho mọi người. Ông Nguyễn Thiện và một cựu chiến binh quân đội đồng minh từng chiến đấu tại miền Nam Việt Nam phát biểu. Mặc dù chủ nhật vừa qua chúng ta đã có lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4, đó là cái buổi mà tất cả mọi người chúng ta có một cái cuộc họp mặt để mọi người cùng nhớ lại biến cố đau thương nhất của lịch sử Việt Nam chúng ta trong thời gian cận đại. Tuy nhiên, đêm 30 tháng 4 là đêm mà tất cả chúng ta cùng hợp mặt với nhau để tưởng niệm tới những quân dân cán chính đã tử vong trong biến cố Tết Mậu Thân, cũng như tưởng nhớ tất cả những nạn nhân không chấp nhận chế độ cộng sản, bỏ nước ra đi và đã vong thân trên con đường vượt biên vượt biển. Chúng ta cũng tưởng nhớ đến những người đã tranh đấu cho tự do dân chủ suốt 34 năm qua, bị cục nghẹt trong lao tù cộng sản. Hơn nữa, chúng ta cũng tưởng niệm những quân dân cán chính đã gục ngã trước đòn thù của cộng sản. Sau ngày 30 tháng 4, chúng đã tập trung hành hạ để đói khát và đã chết gục ngã vì đói chết, vì bệnh tật. Kính thưa quý vị, nhiều người cho rằng tại sao 34 năm rồi mà chúng ta không quên đi cái biến cố 30 tháng 4. Thưa quý vị, làm sao mà quên được những cái hình ảnh đau thương của dân tộc Việt Nam quý vị vừa nhìn thấy từ năm 1968, là hơn 40 năm rồi.
trong tâm thâm tâm của quý vị đây, quý vị đã quên được chưa? Trong khi đó, biết có 34 năm, những thủ phạm gây ra biến cố đó vẫn còn sơ sơ sống ở trên quê hương chúng ta và vẫn còn đang ra tay để bóc lột, để thống trị 84 triệu đồng bào chúng ta. Cũng vì thủ phạm đó, chúng ta không chấp nhận và rất nhiều những người trong quý vị có mặt ở đây đã có thân nhân, đã có cha, có mẹ, có con, anh em bỏ thân ở trên con đường vượt biên vượt biển thì làm sao mà quên được? Có người nói rằng chúng ta tưởng niệm là truyền hận thù lại cho các thế hệ con em. Thưa quý vị, chúng ta không phải truyền hận thù mà chúng ta phải trao lại cho con em tất cả những hình ảnh của bọn tội phạm đã gây ra tội ác trên quê hương đất nước và trên dân tộc của chúng ta, cho những người thân của chúng ta. Ngày nào bọn tội đồ đó còn đang cai trị quê hương của chúng ta thì không thể nào chúng ta quên được. Hỡi các bạn trẻ, các em, các cháu, các bạn phải có trách nhiệm chia sẻ với những bậc cha anh đã hy sinh tuổi thanh xuân trong công cuộc bảo vệ Việt Nam. Và cho tới giờ phút này, sau hơn 30 năm, những người đó vẫn còn đang tiếp tục đấu tranh để làm thế nào giải thể được bọn cộng sản, tiêu diệt được kẻ thù. Để một ngày đất nước của chúng ta thực sự được tự do, dân Việt Nam được thực sự hưởng tự do no ấm, và để mọi người chúng ta có cơ hội đoàn kết để xây dựng đất nước của chúng ta giàu mạnh, sánh vai với các quốc gia yêu chuộng tự do trên toàn thế giới. Đó là một ngày mà chúng ta mới có thể mà quên được những cái biến cố này. With 24 years in the service. Of these 24 years, 3 years of which I spent in Vietnam, and I fought late. And even with the enemies that I worked with, after being with these people, I found respect and love will grow in my view to think like a Vietnamese. And soon, a part of me, my heart, became Vietnamese. Nó là chuyện cho mẹ ăn, nhưng mà duyên cho mẹ ăn của mình. Và còn vấn đề thứ ba nữa, sợ gì chúng ta có mẹ, chúng ta có một cộng đồng vững mạnh và các cộng đồng quân đội luôn luôn sáng đáng, trong đó có cựu bộ trưởng bộ chính trị Bắc Hải, thì anh em ở tù và đã trao vào tù qua đây sát cánh với đồng bào để tranh đấu cái phần. Và khi anh em vào tù và các quý vị có mặt ở đây để tiếp tục cái phần đó tới độ cuối thì chúng ta phải đứng tranh và cảm ơn những thiếu phụ, những bà vợ của các anh em quân nhân và quý vị đã hy sinh nhiều lúc quý vị bỏ lại quê nhà gia đình để lo cho tổ quốc. Thì những người đàn bà đó là săn sóc con cái, là dạy một con cái và quý vị của con đời này. Chúng tôi xin chân thành.